Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay em chia sẻ với các bạn một cái web làm tài rỉ trả thưởng cực lớn tới 100.000 Satoshi mỗi 2 phút. Còn rất nhiều cách kiếm tiền trên cái web này nữa. Trước khi vào chia sẻ, mình xin phép review lại, nhắc lại cái kèo ngày hôm qua mình chia sẻ với các bạn, đó là kèo iDrop nhận 2.000 tới 3.000 con Rinet. Con này hoàn toàn không phải là của sàn Realme Tano nha. Con này là Realme Tano Network, nó hoàn toàn khác nha. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bán con này. Thì hôm trước mình chia sẻ với bạn thì mình để cái đường link đó, contact đó, ở dưới video để các bạn có thể dán vào đây để nhận đồng coin này. Thì hôm nay ta sử dụng cái contract đó nha. Các bạn vào daily app của thằng Chocolate, bấm Bankable app cho mình. Tiếp tục đi, nó sẽ dẫn ta tới Google đúng không? Bấm vào Bankable app. Liên kết được rồi, chúng ta sẽ bấm vào chain nha. Các bạn sẽ dán contract của thằng Rinet vào đây. Mà theo Rinet nó hiện lên rồi đúng không? 6.000, mình còn 6.000 con. Nếu mà chúng ta để một thời gian sau thì giá sẽ cao. Các bạn sẽ đổi ngược lại nha, đổi từ Rinet sang Binance. Nhảy được 0.0448, tức là chúng ta đang bán non, ăn non nha. Để lấy một ít Binance thôi. Còn các bạn để chữ lâu, nó sẽ lên nhiều sàn lớn thì chúng ta sẽ nhảy rất là nhiều tiền nha. Cái đó là tùy các bạn thôi. Cái phí giao dịch của nó là 15 con Rinet nè. Chấp nhận. Các bạn muốn làm cái kèo này trao đổi thì các bạn nhớ ta phải có phí Binance. Hiện giờ là mình có là 0.0779 đúng không? Nó tăng lên là 0.081 rồi, tức là chúng ta đang có lời đúng không? Thì các bạn kiểm tra trước. Thành công thì chúng ta vào quý kiểm tra lại nha. Mình đã bán 2 lần rồi. Lần trước mình bán thử, mình mới review. Lần sau là mình bán đây, mình hướng dẫn các bạn. Thật sự là mình không muốn bán, nhưng mà làm hướng dẫn phải bán cho các bạn xem để các bạn thấy làm. Nó không có được nhiều, nhưng mà thật sự chúng ta có thể làm kiếm được ít Binance để làm phí. Kiếm phí ra sau này chúng ta có thể làm những airdrop khác. Các bạn có thể chữ mà, chữ bán sau này nó giá nó cao, chúng ta sẽ mua được cao thôi. Theo như AD nó chia sẻ thì khoảng 0.008 đô một con mà sau này thôi. Còn mà các bạn tùy các bạn, nhận định của các bạn thì các bạn có thể bán được. Ok, chúc thành công nha. Chúng ta sẽ vào phần chia sẻ làm Terrix nha. Các bạn sẽ lấy đường link phần mô tả của mình để tiến hành đăng ký. Các bạn bấm vào Gmail, mật khẩu sẽ nhận mật khẩu. Tiếp vào tôi không phải người máy. Bắt đầu. Nếu được gửi Gmail chúng ta xác minh thì các bạn bấm xác minh giùm mình nha. Giờ Gmail bấm xác minh. Xác minh xong thì các bạn bấm vào phần đăng nhập. Mình đăng ký rồi, do đó mình chỉ đăng nhập thôi. Bấm lại Gmail, mật khẩu. Kéo xuống cho mình. Tôi không phải người máy, đăng nhập. Các bạn sẽ thấy ba lần là 400.000 xu đúng không? Tức là mình đã làm thử trước rồi, ok, rồi hút về hết một lần rồi. Các bạn có thể có được nhiều cách kiếm tiền, các bạn bấm vào ba gạch cho mình ở trên cùng. Xem quảng cáo nè, liên kết tắt nè. Hoặc là vào thủ công, chúng ta vào thủ công nha. Các bạn sẽ thấy là để là 2 phút một lần, 100.000 xu thì tương đương với 100.000 Satoshi. Một lát mình sẽ chia sẻ các bạn tại sao vậy. Chúng ta sẽ click vào tuần hoàn người máy. Các bạn sẽ thấy không? 7, 1, 10, tức là 7, 1, 10. Thứ tự các bạn nghe, 10. Kéo xuống cho mình. Nhận phần thưởng 100.000 Satoshi, 100.000 xu. Một lát mình sẽ nói các bạn tại sao 100.000 xu là 100.000 Satoshi nha. Đi kết tắt thì kiếm rất nhiều tiền nha. Kiếm được 42.500.000. Thì một lượt mà đi cái tắt á, chúng ta sẽ nhận là 1.200.000. Kiếm rất nhiều tiền nhưng mà nó
nó sẽ bắt chúng ta qua nhiều cái trang web, cứ 10 giây qua một trang web, 10 giây qua một trang web. Đây là trang web để quảng cáo mà, để họ nhận thu nhận tiền đó, thì trả thưởng chúng ta rất là cao. Các bạn có thời gian thì bạn có làm nghe, còn mình không có thời gian, cho nên không chia sẻ cái này. Mình chia sẻ về cái phần xem quảng cáo nghe, chỉ có 5 giây thôi, 10 cái số cũng được nè. Bấm đi cho mình. Các bạn thấy mình trên trái không? Màn hình không? 4, 3, 2, 1. Cứ 5 giây thì chúng ta sẽ click vào trong khoảng người máy xác nhận. Các bạn đừng quan tâm cái trang web họ đưa ra, chúng ta chỉ cần thoát về thôi được rồi. Là nhận được 50 ngàn. Tiếp tục thì các bạn ta làm từng bước nha. Các bạn đừng quan tâm đến trang web họ quảng cáo mà. Cứ hết 5 giây là chúng ta sẽ click vào trong khoảng người máy và xác nhận. Cái vé số là chúng ta phải bỏ cái Satoshi này nè, ta mua và chúng giải cao hoặc là không chúng. Giờ chúng ta sẽ mình sẽ không hướng dẫn bằng cách chơi đó nha. Mỗi lần chúng ta chỉ cần làm 2 phút một lần thì hoàn toàn rút được nha, 100 ngàn xu rút luôn. Không cần phải nhiều, mình đã rút thử ngày hôm qua rồi, rất là ok. Các bạn thoát kệ cho mình. Cứ 2 phút ta vào làm một lần thì rất nhiều trang web chia sẻ. Thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video trước đó của mình chia sẻ về Lam, Dogecoin, TRX, Litecoin, ZAC, rất là nhiều. Thì chúng ta bỏ thời gian 2 phút ta vô một con này một lần, ta vô con khác, xong ta vô con khác, xong ta quay lại con này. Thì một ngày ta làm rất là nhiều nha. Có rất nhiều web. Các bạn đừng quan tâm đến trang web thế này, nó chạy không chạy cũng không trọng, chúng ta chỉ cần thoát ra được. Chỉ 2 phút ta xác nhận mình không phải người máy là chúng ta đã nhận được rồi. Ok, các bạn bấm vào bảng điều khiển nha. Bảy trăm ngàn. Và kéo xuống cho mình. Thì các bạn mới tại sao nó là một xu là một Satoshi nha. Bạn thấy để không? Một xu là một Satoshi. Thì tức là 100.000 xu, tức là 100.000 Satoshi. Đối với thằng Tron nha. Còn Litecoin á, một xu nó bằng chỉ 0.0004 Satoshi thôi. Mỗi Satoshi một khác. Satoshi của thằng Tron á thì một xu là một Satoshi. Bạn nhớ nha. Thì chúng ta sẽ rút bằng cách nào? Dán địa chỉ Forecast Bay vào đây. Các bạn sẽ lấy địa chỉ thằng Tron trên Forecast Bay. Nếu bạn chưa đăng ký thì mình sẽ để đường link đăng ký Forecast Bay ở phần mô tả nha. Các bạn bấm vào điều khiển cho mình. Thì các bạn có thể sao chép cái đường link này để chia sẻ cho bạn bè, người thân chúng ta kiếm thêm thu nhập nha. Hoa hồng giới thiệu là tới 35%. Còn không các bạn cứ làm như mình, rút vậy thôi. Chúng ta sẽ vào Forecast Bay nha. Thì rất nhiều chúng ta lựa chọn trang đó Forecast cũng được nè. Nhưng mình lại mình chọn là Satoshi nha, của thằng John. Nó thấp hơn. Chúng ta sẽ vào Forecast Bay, bấm vào chữ do này bên phải trên cùng, bấm phần gửi điện nha. Chúng ta sẽ kiếm địa chỉ thằng John. Các bạn chỉ cần dán một lần thôi nha, dán một lần nó sẽ nhớ sao chép địa chỉ này. Dán vào đây, kéo xuống rút, rút tiền dưới đây thấy không, kéo xuống rút. Còn ta đã rút một lần thì nó sẽ nhớ địa chỉ nha, cực kỳ nhanh luôn các bạn nha. Chúng ta chỉ cần 2 phút vào một lần 100.000 thôi là chúng ta đã rút được rồi, không cần phải làm nhiều đâu. Bấm vào tổng quan cho mình. Mình theo làm cho 0.07 thì mình làm ra là một ngày rất là nhiều nha. Cái đường trong web rất là nhiều thời gian. Cứ 2 phút vào một lần, 2 phút vào một lần thì các bạn chịu khó làm thì kiếm được nhiều thôi. Ok, chúc thành công nha. Chúng ta sẽ qua phần quay số trúng thưởng ngày hôm nay. Nhớ dùng mình chọn YouTube, mình chọn cho chúng ta Momo. Chúc mừng bạn tặng mong cho video này. Nếu các bạn thấy hay, thích,
Xin cho mình một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh ngày một phát triển hơn. Tạo lực cho mình kiếm trang web, kiếm tiền riêng cho các bạn. Kiến thức crypto, các dự án mới nhất của VNDC chia sẻ cho các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chúc các bạn làm thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đừng quên bình luận, comment để lại số thoại trúng thưởng ngày hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.